Kính thưa ban giám khảo, đầu tiên tôi xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe tới ban giám khảo. Tôi là Bùi Thị Thanh Hương, giáo viên dạy lớp 5 trường tiểu học Hà Khẩu. Sau đây tôi xin phép được trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tập làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Hà Khẩu, bao gồm 4 nội dung chính là: lý do hình thành biện pháp, nội dung của các biện pháp, hiệu quả thực hiện của việc áp dụng biện pháp trong thực tế dạy học, kết luận áp dụng nội dung trình bày. Sau đây tôi xin trình bày nội dung của từng phần. Phần 1. Lý do hình thành biện pháp, vai trò của biện pháp. Tiếng Việt là một môn học vô cùng cần thiết, quan trọng đối với học sinh. Trong đó, phân môn tập làm văn có vị trí đặc biệt trong việc dạy học tiếng Việt, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sản sinh văn bản, nói và viết, góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học tiếng Việt. Tuy nhiên, thực tế, để học sinh viết được bài văn miêu tả hay còn gặp nhiều khó khăn bất cập. Tôi luôn băn khoăn trăn trở. Mỗi khi dạy phân môn tập làm văn nên trong năm học này, tôi đã chọn sáng kiến một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tập làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 nhằm giúp học sinh yêu thích môn học, biết vận dụng vốn hiểu biết, khả năng tư duy của mình để viết được những bài văn miêu tả hay. Thực tế tại nhà trường, thuận lợi. Cả giáo viên và các em học sinh đang có một môi trường học tập rất thuận lợi. Giáo viên được tham dự các tiết chuyên đề do trường tổ chức, được thảo luận, được nghe những ý kiến hay, những đề xuất kinh nghiệm tốt áp dụng trong giảng dạy. Nhà trường có đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học thông minh, có thư viện đạt chuẩn, giúp giáo viên và học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả trong giờ dạy. Học sinh được học 2 buổi trên ngày nên rất thuận lợi cho việc học tập của các em. Các em đa số rất ngoan, có ý thức tự giác trong học tập và phụ huynh luôn tạo điều kiện tốt cho các em học tập. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi trên thì vẫn còn nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn dạy và học tập làm văn. Giáo viên khi dạy văn miêu tả chỉ dừng lại ở mức độ cho học sinh nắm được kiến thức cơ bản, chỉ làm những bài quy định sẵn ở sách giáo khoa, không mở rộng để học sinh làm thêm các đề văn khác. Chủ yếu cho các em nhớ cấu tạo, lập dàn ý, dựa theo dàn ý chuyển thành bài văn. Các bài văn chỉ mang tính áp dụng. Học sinh, kỹ năng lựa chọn từ ngữ, dùng từ đặt câu, viết đoạn văn, diễn đạt còn nhiều hạn chế. Còn sao chép tài liệu, khả năng quan sát, phát hiện, sâu chuỗi các hình ảnh liên quan để viết thành bài văn hoàn chỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Chưa có thói quen sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết văn, cảm xúc, tình cảm không tự nhiên. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu: giúp học sinh hiểu rõ văn miêu tả, hiểu và vận dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa trong bài văn, rèn luyện cách quan sát tinh tế, phát huy được tính độc lập, sáng tạo, tự phát hiện ra cái hay, cái đẹp trong văn miêu tả. Hình thành cho giáo viên phương pháp giảng dạy phù hợp và phát huy được tính tích cực của học sinh. Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với kinh nghiệm giảng dạy của mình qua các năm, thì sau đây tôi xin mạnh dạn đưa ra các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học tập làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Hà Khẩu, bao gồm 8 biện pháp. Biện pháp 1. Bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc rèn cho học sinh kỹ năng viết văn miêu tả. Biện pháp 2. Điều tra phân loại học sinh. Biện pháp 3. Hướng dẫn học sinh quan sát và lập dàn ý. Biện pháp 4. Hướng dẫn đọc sách, cảm thụ văn học qua các môn học khác. Biện pháp 5. Hướng dẫn tích lũy vốn từ, lựa chọn từ ngữ phù hợp, sử dụng nghệ thuật khi viết văn. Biện pháp 6. Đánh giá bài văn. Biện pháp 7. Sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học. Biện pháp 8. Phối hợp với gia đình học sinh. Sau đây tôi xin trình bày cụ thể từng biện pháp. Biện pháp 1. Bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc rèn cho học sinh kỹ năng viết văn miêu tả. Tôi luôn tích cực dự giờ, học hỏi, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, tìm hiểu kỹ chương trình và nội dung cơ bản về kiến thức, kỹ năng của từng tiết học, nghiên cứu và soạn bài theo định hướng phát triển năng lực chung cho học sinh, đảm bảo cho các em được rèn kỹ năng viết văn miêu tả và phát huy khả năng sáng tạo. Ra đề bài phù hợp với học sinh. Đề bài phải là những đối tượng gần gũi quen thuộc để các em có thể hình dung được đối tượng. Biện pháp 2. Điều tra phân loại học sinh. Tiến hành điều tra phân loại học sinh ngay từ đầu năm học để lựa chọn nội dung phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh. Ví dụ, vào đầu năm nhận lớp, tôi đã tổ chức khảo sát học sinh với đề văn là: em hãy tả một cây bóng mát trên sân trường em, và kết quả đạt được là:
Tổng số học sinh 43 em, hoàn thành tốt 2 em đạt 4,7%, hoàn thành 33 em đạt 76,7%, chưa hoàn thành 8 em đạt 18,6%. Sau khi nhận được kết quả, tôi đã phân loại học sinh lớp 5A1 thành các nhóm theo khả năng như nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh hạn chế về khả năng học tập, nhóm học sinh có năng lực học tốt môn tập làm văn, nhóm học sinh chưa nắm được cấu tạo bài văn, nhóm học sinh hạn chế trong cách dùng từ đặt câu và nhóm học sinh hay mắc lỗi chính tả. Từ đó đề ra các yêu cầu cần đạt cho mỗi nhóm. Ví dụ, nhóm học sinh chưa nắm được cấu tạo bài văn, tôi hướng dẫn tỉ mỉ và giúp các em ghi nhớ cấu tạo bài văn. Từ cách phân tích, tìm hiểu bài văn, cách lập dàn ý, cách hoàn thành bài văn, hướng dẫn nhiều lần, cứ làm như thế liên tục thường xuyên trong mỗi tiết học, giúp các em hoàn thành bài văn đạt kết quả hơn. Biện pháp 3, hướng dẫn học sinh quan sát và lập dàn ý. Muốn làm tốt các bài văn miêu tả, cần định hướng cho học sinh đối tượng quan sát và hướng dẫn học sinh quan sát trực tiếp, biết chọn ra nét nổi bật nhất và sắp xếp theo một trình tự hợp lý, tìm ra những ý, những từ ngữ phù hợp và viết câu văn ngắn gọn, dễ hiểu, tránh liệt kê từng đặc điểm để bài văn không nhàm chán, khô khan. Ví dụ, khi dạy bài Bà Tôi của Maxim Gorky, phân tích kỹ cho học sinh hiểu, tác giả tả những điểm nổi bật về bà như mái tóc bà đen, dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, mớ tóc dày, tả giọng nói của bà trầm bổng như tiếng chuông và hướng dẫn khi tả ngoại hình một người không nhất thiết liệt kê đầy đủ các chi tiết như đầu, cổ, tay, chân, mắt, mũi, miệng mà quan sát và chỉ lựa chọn chi tiết nổi bật nhất để tả. Tôi đã tổ chức cho học sinh quan sát trực tiếp về đối tượng cần tả thông qua các tiết học trải nghiệm ngoài trời và hướng dẫn học sinh trình tự quan sát về không gian, thời gian, quan sát bằng các giác quan, thị giác, thính giác, quan sát xem cảnh đó có gì khác với cảnh khác, quan sát con người, con vật trong từng cảnh định tả, rồi yêu cầu các em ghi lại kết quả quan sát được. Để làm được điều đó, tôi đã chuẩn bị hệ thống câu hỏi dẫn dắt học sinh. Ví dụ, đề bài tả quang cảnh trường em trước buổi học. Tôi cho học sinh quan sát trực tiếp cảnh ở sân trường và đặt câu hỏi gợi ý. Cổng trường thế nào? Nhìn từ cổng vào sân trường rộng hay hẹp? Lát gạch hay xi măng, cây cối trên sân trường được trồng thế nào? Quan sát phía bên phải, phía bên trái của trường và yêu cầu học sinh ghi chép lại. Hoặc tả một cây bóng mát, tôi cho học sinh quan sát trực tiếp ở sân trường, gợi ý cho học sinh hướng quan sát, ghi chép và trình bày lại những điều quan sát được. Hoặc cũng với đề bài tả cây hoa mẹ yêu thích hoặc tả cây ăn quả, tả con vật. Tôi không cho các em quan sát trực tiếp được thì định hướng cho các em tự quan sát ở nhà và trình bày lại qua tranh ảnh những điều đã ghi chép được trước lớp. Khi học sinh đã quan sát và ghi chép lại được các chi tiết, tôi hướng dẫn học sinh các kỹ năng làm văn, đó là phân tích đề bài, lập dàn ý, chi tiết trong bài văn, xây dựng các ý thành đoạn văn, liên kết các đoạn văn thành bài văn, sửa lỗi về nội dung và hình thức diễn đạt, vận dụng các biện pháp so sánh nhân hóa khi miêu tả. Trong đó, hướng dẫn kỹ bước lập dàn ý phải đủ 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài. Bằng hình thức như vậy, tôi thấy học sinh đã quan sát rất tỉ mỉ và đã lập được dàn ý đầy đủ các nội dung, viết được bài văn miêu tả hoàn chỉnh hơn. Biện pháp 4, hướng dẫn học sinh nâng cao nhận thức về văn miêu tả thông qua việc đọc sách, cảm thụ văn học từ các môn học khác. Qua việc đọc sách, các em sẽ được học cách diễn đạt, cách dùng từ đặt câu qua những hình ảnh sinh động, nội dung câu chuyện, bài văn hay, các giúp các em thêm yêu quê hương đất nước con người. Ví dụ, tôi hướng dẫn cho học sinh tìm đọc những cuốn sách có nội dung lành mạnh như truyện cổ tích, truyện lịch sử, truyện khoa học, những cuốn sách phục vụ cho chương trình tiểu học của nhà xuất bản giáo dục, cảm thụ văn học, những bài văn hay, chọn lọc, phù hợp với lứa tuổi. Tôi đã hướng dẫn các em tìm đọc các loại sách ở thư viện nhà trường trong giờ ra chơi, 15 phút sinh hoạt đầu giờ, tạo cho học sinh thói quen đọc sách tích cực, hướng dẫn phương pháp và thời gian đọc sách, khi đọc xong ghi chép lại những từ ngữ, những ý hay hoặc những đoạn văn mình thích. Ngoài việc đọc sách, tôi còn giúp các em tìm hiểu thêm về cảm thụ văn học, cách làm bài văn miêu tả qua một số bài tập đọc, kể chuyện, lựa chọn từ ngữ, miêu tả phù hợp qua các tiết luyện từ và câu, chính tả, cách viết chính xác, ngắn gọn qua các giờ học toán. Vì vậy, chất lượng bài làm được nâng lên rõ rệt. Biện pháp 5, hướng dẫn học sinh tích lũy vốn từ qua các môn học và lựa chọn từ ngữ phù hợp sử dụng nghệ thuật khi miêu tả.
giúp các em tích lũy vốn từ qua việc học các phân môn như tập đọc, kể chuyện, luyện từ và câu. Với các bài tập đọc ở thể loại miêu tả như tả cảnh, tả người, giúp học sinh phân tích kỹ cấu tạo, cách dùng từ, diễn đạt ý của từng tác giả để học sinh có kỹ năng hình thành, cấu tạo bài văn. Vốn từ ngữ phong phú sẽ giúp các em diễn đạt tốt những điều định nói, định viết. Ví dụ, khi dạy bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa tuần 1, các em có thể vận dụng những từ ngữ chỉ màu vàng để miêu tả cánh đồng ở quê mình vào mùa gặt. Ví dụ như từ vàng hoe, vàng suộm, vàng óng, vàng ối, vàng mượt. Vốn từ được tích lũy từ nhiều nguồn như giao tiếp hàng ngày, đọc sách báo, xem truyền hình, trao đổi với bạn bè, cung cấp cho các em các từ ngữ miêu tả theo chủ đề và để khuyến khích các em ghi chép lại những từ ngữ đó. Vốn từ của các em được bổ sung thường xuyên sẽ trở nên phong phú, có thể diễn đạt cùng một nội dung bằng nhiều hình thức khác nhau, đó là điều thuận lợi để viết văn miêu tả. Hướng dẫn học sinh lựa chọn từ ngữ, hình ảnh phù hợp, có tác dụng gợi hình, gợi tả nhất. Ví dụ, câu miêu tả màu sắc của cánh đồng lúa chín. Cánh đồng lúa chín vàng óng ả dưới ánh nắng của buổi trưa hè. Từ óng ả được dùng rất hay vì nó lên được màu sắc đẹp của lúa chín và ánh nắng của buổi trưa hè. Ngoài việc tích lũy, lựa chọn từ ngữ thì tôi còn hướng dẫn học sinh viết câu văn, đoạn văn sinh động, gợi cảm bằng cách sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, kết hợp kỹ năng liên kết câu. Ví dụ, mẹ là vì sao sáng, soi đường chỉ lối cho em vững bước vào đời. Em lớn lên bằng những lời ru yêu thương của bà. Cả cuộc đời, bà luôn dành cho em tình yêu thương như biển trời. Nếu mỗi đề văn miêu tả được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ, kỹ lưỡng, sẽ giúp các em có kỹ năng viết tốt hơn. Biện pháp 6. Đánh giá bài văn. Việc đánh giá thường xuyên giúp giáo viên nắm bắt được tình hình và khả năng viết văn của các em. Trong khi chấm bài, tôi đã ghi lại được những ưu điểm, nhược điểm của từng bài để có nhận xét chính xác đối với từng học sinh. Đánh giá theo sự tiến bộ của từng bài, từng tuần giúp các em phấn đấu, tự tin phát huy ưu điểm và nhận ra những nhược điểm để sửa chữa và rút kinh nghiệm cho bài làm lần sau. Khi chấm bài, tôi luôn có biểu điểm rõ ràng cho từng phần và tôi luôn khuyến khích động viên những bài văn miêu tả chân thực, quan sát tỉ mỉ. Ví dụ, khi trả bài văn tả con vật, tôi nhận xét chung về cấu tạo bài văn, đoạn tả hình dáng, đoạn tả hoạt động, ý chuyển tiếp giữa các đoạn, câu văn có hình ảnh, cảm xúc, chữa lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu. Sau đó, học sinh tự đọc lại bài, tự đánh giá và chữa lỗi sai trong bài của mình, tham khảo các bài văn hay của các bạn, lựa chọn và viết lại một đoạn theo cách khác hay hơn. Biện pháp 7. Sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Tôi đã thay đổi linh hoạt các hình thức và phương pháp dạy học truyền thống thành các phương pháp dạy học tích cực như chia sẻ nhóm đôi, đôi bạn học tập, kỹ thuật mảnh ghép, trải nghiệm nhằm tạo ra một môi trường học tập hứng thú giúp học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng. Ví dụ, trong hoạt động khởi động, tôi đã sử dụng nhiều hình thức trò chơi nhằm thu hút sự chú ý của các em, tạo khí thế sôi động cho giờ học và tạo ra tình huống để ôn bài cũ liên quan đến nội dung bài mới. Sử dụng các phương pháp như chia sẻ nhóm đôi, kỹ thuật mảnh ghép để khám phá kiến thức mới và thực hành làm bài tập. Để học sinh viết tốt bài văn thì không thể thiếu sự hỗ trợ của các phần mềm như PowerPoint, Violet, Zalo. Tôi đã sử dụng những phần mềm này vào giảng dạy và đem lại hiệu quả thực sự. Các em có cơ hội để quan sát, nghe lại những âm thanh, hình ảnh, những từ ngữ về các đối tượng cần miêu tả, qua đó giúp các em hình dung và nhớ lại chính xác hơn các sự vật đã quan sát và miêu tả chân thực hơn. Biện pháp 8. Phối hợp với gia đình học sinh. Tôi đã tạo nhóm Zalo lớp để trao đổi kinh nghiệm với phụ huynh, hướng dẫn các em ở nhà, gửi những bài viết hay, sáng tạo lên nhóm Zalo để phụ huynh tham khảo khi dạy con. Với nhóm học sinh viết tốt, tôi luôn khen ngợi và động viên kịp thời. Với nhóm các bạn chưa hoàn thành thì trao đổi thường xuyên với phụ huynh và học sinh để tìm ra các giải pháp giúp học sinh nhanh tiến bộ. Phần 3. Hiệu quả thực hiện của việc áp dụng các biện pháp trong thực tế dạy học. Qua thực tế giảng dạy, tôi đã từng bước nâng cao chất lượng viết văn miêu tả cho học sinh. Các em đã tiến bộ trong môn học, đã biết làm bài văn miêu tả đúng thể loại và diễn đạt theo hướng dẫn của giáo viên. Các em không còn ngại học môn tập làm văn, bài viết của các em chân thực,
và có sự tìm tòi suy nghĩ thể hiện cách nhìn riêng của từng học sinh với đối tượng miêu tả. Và kết quả kiểm tra cuối học kỳ 1 của lớp tôi như sau. Tổng số 43 học sinh trước khi áp dụng sáng kiến hoàn thành tốt là 2 em đạt 4,7%, hoàn thành 33 em đạt 76,7%, chưa hoàn thành 8 em đạt 18,6%. Sau khi áp dụng sáng kiến hoàn thành tốt là 12 em đạt 27,9%, hoàn thành 31 em đạt 72,1%, chưa hoàn thành 0 em. Với kết quả chất lượng của học sinh lớp 5A1 so sánh với trước khi áp dụng sáng kiến thì tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt từ 4,7% tăng lên 27,9% và tăng lên là 23,2%, không có học sinh chưa hoàn thành. Với kết quả như trên, cho thấy chất lượng về dạy học môn tập làm văn trong lớp 5A1 cũng như trong trường đã có chuyển biến rõ rệt. Chất lượng các bài văn của học sinh được nâng cao. Qua thực tiễn áp dụng, tôi thấy rằng sáng kiến đã đem lại kết quả tương đối khả quan. Phần 4. Kết luận áp dụng nội dung trình bày. Ý nghĩa của biện pháp. Từ thực tế dạy học của giáo viên và học sinh, tôi đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tập làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 nhằm tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế trong quá trình dạy văn miêu tả của giáo viên và học sinh. Đưa ra một số biện pháp để phát huy các ưu điểm và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế khi dạy và học văn miêu tả, giúp học sinh hứng thú với phân môn tập làm văn và văn miêu tả nói riêng. Học tập làm văn ở tiểu học còn tạo nền tảng cho việc tích lũy kiến thức để tiếp tục học văn ở các cấp học trên. Qua nghiên cứu đề tài này, tôi xin đề xuất ý kiến nhỏ của mình nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập làm văn ở trường tiểu học. Và để đề tài được áp dụng có hiệu quả trong thực tế giảng dạy, tôi xin kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp bổ sung đầy đủ, đa dạng hơn nữa các tài liệu có liên quan để giáo viên và học sinh thường xuyên được đọc, được tham khảo. Đối với Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và Nhà trường, tổ chức nhiều hơn các buổi tập huấn bồi dưỡng, các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo cụm và về phân môn tập làm văn để giáo viên được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường. Đối với giáo viên, tự trang bị cho mình vốn kiến thức, từ ngữ phong phú để sử dụng hàng ngày, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Trên đây, tôi vừa trình bày xong 8 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học tập làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Hà Khẩu. Kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn. Các biện pháp mà tôi đưa ra chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ ban giám khảo để tôi thực hiện thành công các biện pháp trong thời gian tới. Tôi xin chân thành cảm ơn.